1 2 3 Mở hộp. Trong thử thách này thì tôi nghĩ rằng cô Thanh Ngân sẽ là người có lợi thế nhất, vì cô ấy là người có nhiều kinh nghiệm nấu nướng cho gia đình. Và tôi biết cô nấu các món Việt Nam là món sở trường của cô. Tôi tin chắc rằng những người trẻ như tôi mà phải đối mặt với những người lớn tuổi có kinh nghiệm nấu như cô Thanh Ngân thì đây đúng là một thử thách rất khó khăn. Và thử thách này lại là nấu một món ăn cổ truyền đặc trưng cho ngày Tết ở Việt Nam. Thật sự thử thách này sẽ ở khía cạnh nào đó nó không hoàn toàn có lợi thế cho tôi. Nhưng dù sao thì tôi tin vào bản thân tôi, tin vào quyết định của chính tôi. Điều quan trọng nhất của món canh bóng thả mà tôi được biết đó là nước dùng phải thật trong và bóng phải được xử lý cho hết mùi hôi của bóng. Và tôi biết được hai điều đó và tôi cứ thế mà làm thôi. Điều đầu tiên đó là tôi ngâm bóng trong nước. Sau đó thì tôi sẽ rửa thật sạch chân gà, cánh gà và cổ gà. Để nấu một món canh bóng thả ngon, tôi nghĩ chỉ cần bấy nhiêu đó đã là đủ cho một bát canh ngày Tết rồi. Tôi bắt đầu cắt gọt những lát su hào, cà rốt thật là xinh xắn. Và tôi cho vào trong nồi đun sôi lăn tăn một chút xíu. Em làm món gì đấy? Em làm canh bóng nấu thả. Có thêm cô Ngân phía kia cũng làm món bóng thả. Chị thấy là em là một người trẻ nhất của cuộc thi. Và cô Ngân là người kinh nghiệm nhất cuộc thi mà cùng làm một cái món giống nhau. Em nghĩ là ai sẽ thắng đây? Em có một chút lo sợ. Em nghĩ rằng là em cứ nấu theo đam mê của em thôi. Và em cứ tự tin vào bản thân em thôi. Và em nấu và em nghĩ rằng là em đang nấu cho mọi người ở nhà em ăn món ăn của em. Để sôi khoảng 5 phút thì tôi vớt rau ra một cái bát để giữ trọn vẹn màu sắc tự nhiên nhất của rau lơ, su hào và cà rốt. Khi nồi hấp của tôi bị trục trặc thì tôi bắt đầu rất là lo lắng. Tôi đã thử cắt 3 lát bóng để thả vào nồi nước. Nhưng khi thả vào nồi nước thì bóng của tôi đã vỡ tung ra và không còn được hình tròn cuộn như lúc ban đầu tôi mong muốn. Tôi dùng một nồi nước sôi thả vỉ hấp vào bằng cái cách thủ công truyền thống mà từ xưa đến nay các cụ vẫn hay hấp. Tôi đã lấy lại được bình tĩnh và kiểm soát được tình hình trong gian bếp của tôi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là những rau củ quả vừa chín tới. Thứ hai là nước dùng rất là trong và có vị ngọt. Nhưng mà em nên cẩn thận hơn chút xíu trong chuyện mình quấn giữa cái bóng hay gọi là da heo với cả giọt sống. Bởi vì nếu như không cẩn thận thì là cái món của em nó sẽ phá đi toàn bộ cái mùi, cái vị ở trong món này. Em có màu sắc. Em có cái em biết làm cái độ trong của nước canh. Và em không đơn giản thả nguyên vật liệu vào trong một nồi nước dùng giống như cách của cô Ngân làm, thì chị nghĩ đấy là lý do tại sao mà cùng là một món đó mà em thắng một cái người lớn tuổi nhất trong vòng thi hôm nay, và em thì là người hình như là nhỏ tuổi nhất. Em nên tự hào về điều đấy. Cảm ơn em. Nước lờ rất ngọt, thơm, really nice. Có mùi nấm, em có cho một chút nước nấm xương gà, vâng. Mà cái gia vị mùi vị là rất cân bằng, ngon. Thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên tôi được đối diện với ban giám khảo ở cự ly rất gần và họ đang nếm món của tôi, nếm thành quả của tôi. Cảm ơn em nhiều. Thank you. Really good.
người có món ăn ngon nhất trong ngày hôm nay, đó là Khánh Phương. Cảm xúc như vỡ òa, như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi lâng lâng như tôi đang bay. Đây là món canh mà bà nội tôi dạy tôi, và tôi ăn nó trong những ngày mà tôi còn nhỏ xíu, từ những ngày tôi còn không thích nấu ăn và cảm thấy sợ ăn. Món canh đó đã gắn liền với tuổi thơ của tôi, gắn liền với những cái Tết cổ truyền của tôi. Tôi muốn chia sẻ cái chiến thắng đầu tiên này của tôi đến với bà. Chiến thắng này thật là tuyệt vời, một cái chiến thắng rất là ý nghĩa đối với tôi, và nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi trong chặng đường tới. Cần no. Bí quyết ngon khỏe tiếp lửa đam mê.